dạo này với chợ chứ người ta ngưng rồi, không có ai cho đồ ăn hết trơn á. Anh nói nghe tội quá. Giờ chợ ngưng rồi không ai cho đồ ăn gì hết á. Em xin chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là 10 à, không, Sài Gòn bây giờ là gần 9 giờ sáng. Ngày chủ nhật. Ngày cuối của tháng 9 năm 2019. Thì hôm nay tiếp tục hành trình đi đến ngôi chợ Cô Giang. Và lúc nãy chúng ta vừa xem hình ảnh của chợ Cô Giang ở trên mặt đường Cô Giang. Và ngày hôm nay tiếp tục chúng ta lại xem những hình ảnh của chợ Cô Giang ở trên trục đường Đề Thám. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đường Nguyễn Thái Học. Đây là dưới chân cầu Ông Lãnh. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về đường Minh Đức, rồi đường Cô Giang, rồi đường Trần Hưng Đạo, Phú Tây, Bùi Viện, công viên 23 tháng 9. Và nơi đây ngày xưa cũng là ngôi chợ. Và ngày hôm nay ngôi chợ này cũng đã không còn nữa. Và đã vắng những tiểu thương buôn bán ở đây. Và đây là ngày xưa là cái cư xá nè. Rồi ngày nay là cái chung cư ở phía dưới chân cầu Ông Lãnh. Ngày xưa ở đây bán rất là nhiều cá, rồi rau, thịt. Với những cái nhà xưa xưa còn đọng lại ở Sài Gòn. Và ở đây ngày xưa có lẽ là chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối. Và cái cụm này có rất là nhiều chợ, chợ Trái, chợ cầu Ông Lãnh, rồi chợ cầu Muối. Nhưng những cái tên đó thì cũng ở khu vực này thôi. Thì chúng ta đang ở đây là dưới cầu Ông Lãnh, dưới gầm cầu nè. Ngày hôm nay thì gầm cầu có cái sự thay đổi về cái mỹ quan ở đây. Lúc trước thì có những cái anh chị giữ xe ở đây, và ngày hôm nay chắc có lẽ thành công viên đó. Bên kia thì là chợ Trái ha. Hẻm 16 Nguyễn Thái Học, đi vô ngôi chợ Trái. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi đến ngôi chợ Cô Giang nha. Chúng ta sẽ xuất phát từ bến Chương Dương, và đi đến đường Đề Thám. Nhân đây thì mình cũng nhìn lại vài hình ảnh ở khu vực chợ cầu Ông Lãnh này. Trước mặt chúng ta đó là bến Chương Dương. Ngày xưa có những cái dãy nhà ven sông, và ngày hôm nay thì những dãy nhà đó không còn, và đổi lấy hình ảnh của một cái con đường đại lộ rất là lớn, nói liền từ cao tốc Trung Lương Dầu Dây thông qua con đường đại lộ Võ Văn Kiệt này. Và hôm nay chúng ta lại bắt đầu thêm một sự thay đổi nữa, đó là cái chợ Cô Giang. Một hai hôm nữa thì sẽ không còn những cái cảnh buôn bán ở trên đường Cô Giang và đường Đề Thám nữa. Và không biết sau này thì như thế nào, thì chắc em mời cô chú anh chị cùng cập nhật những video sau của Vinh Lâm TV về khu vực Cô Giang. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi đến đường Đề Thám. Chúng ta đang đứng đây đó là đường bến Chương Dương ngày xưa, và cũng là đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Hòa Bình, về quận 5, về quốc lộ 1, về miền Tây. Mà mình đi một tí nữa thôi sẽ đến ngã ba Đề Thám. Và nếu tiện đường và còn thời gian, chúng ta sẽ ghé thăm một cái hẻm mà cô chú anh chị đã trông chờ rất là lâu rồi, cũng trên đường Đề Thám này luôn, đó là hẻm 145, để xem cái hình ảnh trong hẻm đó như thế nào. Và cái hẻm đó ở gần với Trần Hưng Đạo. Sau khi chúng ta xem xong cái đoạn chợ thì chúng ta sẽ đi vô hẻm đó ha. Nhân đây thì em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn
lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Đó, chúng ta thấy ở đây có cái dừa ve chai. Dừa phế liệu quá. Những người đi thu gom phế liệu ở trong những cái con hẻm, trong những cái xóm, rồi họ đem ra dừa này họ bán và kiếm lời. Rồi dừa này sẽ đem đi đến những cái nhà máy lớn để tái chế làm cái sản phẩm gì đó, hoặc là nhà máy đó sẽ sản xuất ra cái nguyên liệu gì đó rồi lại bán nguyên liệu đó cho một cái hãng xưởng khác. Và Sài Gòn hôm nay rất là nắng, chúng ta thấy hình ảnh rất là trong và rất là sáng. Và chúng ta đi đây đó là giao lộ Đề Thám và bến Trương Dương. Chúng ta nhìn lại coi bến Trương Dương nè. Những hình ảnh của cây cối, một cái đại lộ rất là đẹp. Và bên kia là bến Vân Đồn. Và ngay cái nhà ngay góc đây là công an phường. Và trên đây là đường Đề Thám. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi đến đường Đề Thám ha. Và chúng ta đang đứng đây là một cái khu đất trống. Ngày xưa cũng là một cái dãy nhà giống như bên đường vậy đó. Ở đây là có quán cà phê. Ngày xưa ở khu vực này là xóm nước mắm nè. Xóm làm nước mắm, xóm tỉnh. Chúng ta thấy những ngôi nhà ở đây rất là xưa. Ở đây cũng là vựa phế liệu luôn á. Đây có chú bán than rất là lâu năm ở đây rồi. Chúng ta thấy hình ảnh của chú bán than ngày hôm nay nè. Nếu mà cô chú anh chị đã từng sống ở đây và chắc có lẽ ai cũng biết chú. Và chúng ta nhìn bên đường đó là một cái vựa ve chai. Và phía sau vựa ve chai đó là một cái hãng Isuzu ngày xưa đó. Và ngày hôm nay có một cái building xây lên, building Samco. Và phía sau đó là chợ Nga, building bến Trương Dương, chợ Nga nữa. Rồi chúng ta tiếp tục. Những cái dấu tích của xóm nước mắm ngày xưa thì bây giờ không nhìn thấy nữa ha. Nhưng mà nếu mà có nhìn thấy cũng không biết, tại vì những cái tài liệu, những cái hình ảnh của Sài Gòn xưa thì không có nhiều đó. Nên thành ra chúng ta chỉ cập nhật hình ảnh của ngày nay, và thông qua những comment của cô chú anh chị thì chúng ta sẽ hiểu được hình ảnh của ngày xưa. Và ngôi chợ của chúng ta bắt đầu từ ở vị trí này. Ngay vị trí này có một cái lề đường rất là rộng, và ngày xưa buổi tối bán rất là nhiều quán ăn. Nhưng mà ngày hôm nay thì buổi tối không có nhiều quán ăn ở cái lề đường đó nữa. Họ đã đi vào những cái nhà thuê, những cái địa chỉ khác họ bán rồi. À, nhìn thấy đầu chợ đó là cô bán hủ tiếu, cô bán tàu hủ, bán đồ chay. Mình nhìn bên đường có nhà rất là xưa nè. Bây giờ khu này, khúc này cũng, đoạn này cũng đã bán vắng rồi. Nay mai gì không còn chợ nữa, chắc có lẽ sẽ vắng hơn. Nhà này là số 21, có lẽ 21. Cái nhà đó có màu đen đen nè, rong rêu. Do thời gian thì nhà cũng đã cũ.
bán trái cây. Dứa, rồi dưa hấu, rồi mận, rồi ổi. Và đi đến một tí nữa, đó là sạp bán đậu hũ. Bán đậu hũ, cái món chay đó. Và nhìn lại những hình ảnh này, sau này mình nhìn lại thì không biết như thế nào ha. Bây giờ thì vẫn còn bán nè. Chúng ta tiếp tục. Có nhiều người họ buôn bán vì niềm vui, không có chợ thì cũng buồn. Và có những người họ bán vì cuộc sống, không có thì cuộc sống cũng khó khăn hơn. Đây có cô bán đồ chay. Chanh ngũ qua, rồi nấm xào, rồi cải xào. Khu vực này bán rất là nhiều cá. Rau củ quả. Ai dùng con vô con với ai luôn. Gọi đi. Vậy chúng ta thấy hình ảnh của một cái cụ bán không có bán gì hả. Cụ ngồi giữa đường và cụ trông chờ ai đó đi ngang, có lòng hảo tâm. Và nhìn bên đường nè, có lẽ không đông lắm. Chắc đổ lấy những hình ảnh của chợ này thì có những cái shop, những cái siêu thị bán rau củ quả nè, như là Bách Hóa Xanh, rồi Vinmart, Vinhome. Sáng đây cho cụ bà chút xíu gửi rồi. Sao bà ngồi giữa đường vậy? Sao bà không ngồi xích vô? Dạ. Ở đây có anh chị bán cá. Chị này bán bánh cam, bánh còng. Và hàng cá của chúng ta ngày hôm nay thì không có còn nhiều cô bán nữa. Rất là vắng luôn. Do là họ đi sớm để được thêm 5 triệu nữa, được đồng nào hay đồng nấy. Vì có níu kéo thì cũng không được. Và đây có một số cô bán thịt. Và chúng ta đến đây là giao lộ của Đề Thám và Cô Giang. Và chúng ta tiếp tục đi trên đường Đề Thám ha. Theo thẳng đường Cô Giang này mà lúc nãy chúng ta vừa đi qua nè. Bây giờ mình sẽ đi đường Đề Thám. Đi thẳng luôn.
để xem khúc bên đây như thế nào. Và đoạn bên đây thì bán hoa, buổi tối thì bán sinh tố, há cảo. À, đằng sau đây là một cái khách sạn. À, dạ không có đi chứ. Không có đi. Dạ không được. Dạ con đi. Dạ dạ. Dạ không đi vòng vòng chợ hả? Cảm ơn chú. À, đây là cô bán đậu hũ. Chị bán đậu hũ ở đây rất là lâu rồi nè. Và ở đây ngày xưa có một cái trường mầm non, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa. Cái màu vàng vàng này các bạn, nếu các anh chị ngày xưa ở đây thì sẽ biết nè. Và buổi tối ở đây có bán cái món gọi là mì xào giòn, hủ tiếu xào rồi đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Kệ Thám, mà nhìn thấy một hình ảnh rất là trống trải do một số tiểu thương họ đã nghỉ rồi. Đến đây thì mình đành phải nói lời chia tay một ngôi chợ, một cái ngôi chợ gắn liền với ký ức người Sài Gòn gần 80 năm ở khu vực Đề Thám, Cô Giang, Cầu Muối, Cầu Bông Lãnh. Và không biết ngày hôm sau, ngày sau thì khu vực này nó sẽ trở nên như thế nào, thì chắc em mời cô chú anh chị cùng đón xem những cái video tiếp theo của Vinh Lâm TV ở khu vực này ha. Và mình đi sẽ đến kia, đó là đường Cô Bắc, giao với đường Cô Bắc và đường Đề Thám. Và chúng ta sẽ đi vô một cái con hẻm, đó là hẻm 145 bên cánh trái, và đối diện đó là hẻm 160. Ở đây cũng còn mấy anh chị bán dừa, bán sầu riêng. Là thấy một con chó nhìn vẻ mặt của con chó thì cũng thấy có vẻ mang mát buồn. Buồn vì ngày mai nó không biết nó sẽ về đâu, khi chủ của nó không còn bán nữa. Nó giỡn thôi nha các anh chị. Và ở đây có một cái quán cơm tấm ngay góc đường Cô Bắc và Đề Thám. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đường để đi vô hẻm 145. Nhân đây thì cũng gửi đến cô chú anh chị và các bạn những cái lời chúc tốt đẹp nhất, và chúc các anh chị các bạn luôn vui vẻ khi xem video này. Thẳng hướng này mình sẽ ra nhà thờ Tinh Lành Trần Hưng Đạo, rạp Nguyễn Văn Hảo. Ở đây có khách sạn Ava, hệ thống Ava có mấy khách sạn, Ava 1, Ava 2, Ava 3. Khách sạn này cũng bình dân thôi. Nếu các anh chị ở lâu dài thì sẽ rẻ hơn so với các khách sạn 5 sao. Và kế bên thì có bún thịt nướng Kiều Bảo. Và một dãy nhà xưa nằm ở ngay đầu hẻm 145. Kiến trúc của ngôi nhà cỡ cả trăm năm rồi.
Và đây là hẻm 160 Đề Thám. Đầu hẻm có cô bán hủ tiếu. Và chúng ta sẽ qua bên đường để đi vô hẻm 145. Đầu hẻm là có cái bảng của Liên Tông Tự. Qua đường nhìn qua nhìn lại chóng mặt luôn. Buổi sáng có chị bán bò kho. Đây là bán phá lấu. Nhà bán phá lấu buổi sáng, buổi tối. Chứ dạo này với chợ chứ người ta ngưng rồi, không có ai cho đồ ăn hết trơn á. Anh nói nghe tội quá. Giờ chợ ngưng rồi, không ai cho đồ ăn gì hết á. Giờ không còn như ngày xưa nữa. Ô, hẻm này 145. Rồi chắc chúng ta sẽ tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Một số hình ảnh ở chợ Cô Giang, đường Đề Thám và đến hẻm 145, đường Đề Thám, để gửi đến cô chú anh chị. Không biết hẻm đó sẽ đi vô sâu đến đâu nữa. Nhưng mà bây giờ thời lượng cái video cũng đã dài rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi, bye bye, bye bye chợ Cô Giang. Hẹn gặp lại.